Rồi, một vấn đề tiếp theo mà thầy muốn chia sẻ cho các bạn ha, cũng rất là quan trọng. Đó là cái vấn đề một cái hàm con á, có thể gọi một cái hàm con khác, tức là một cái hàm bất kỳ, đúng không? Mình tạo ra, mình có thể gọi và sử dụng những cái hàm khác ha. Đó, chứ không phải là chỉ có mỗi hàm main mới có thể gọi những cái hàm con để sử dụng ha, không phải vậy. Tất cả những cái hàm con có thể gọi lẫn nhau ha. Ok. Thì bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn qua cái chương trình mẫu ha. Đặt ra một cái câu hỏi là gì? Ở đây mình có một cái chương trình con là xin chào, đúng không? Thì chương trình chính á, có thể gọi cái chương trình con này để thực thi. Vậy câu hỏi đặt ra là một cái đây cái chương trình con thứ nhất ha. Đây là cái hàm hàm 01. Chương trình con với cái hàm thì thầy hay gọi 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 chung lắm nha các bạn. Không thì các bạn cũng hiểu giúp thầy nha, cái đó bình thường không vấn đề gì nha. Mình hiểu. Rồi, vậy đặt câu hỏi là cái chương trình con khác có thể gọi cái chương trình con này, có thể gọi cái chương trình con này không? Hai chương trình con có thể gọi lẫn nhau hay không? Thì câu trả lời là có nha các bạn. Không có vấn đề gì không gọi được hết á. Gọi thoải mái. Ví dụ như này. Xin chào. Ví dụ như thầy viết cái code xin chào này là print ra 10 lần đi. 10 lần. Xin chào ha. Xin chào một lần đúng không? Đó, ví dụ cái hàm này mình viết là xin chào, xuất ra cái chữ xin chào thôi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ viết xin chào x x 10, tức là cái x x x n đi, tức là xin chào n lần. Thì chỗ này mình sẽ truyền một cái biến n vào, và mục tiêu của cái hàm này của thầy á là thầy sẽ xuất ra cái câu xin chào n lần, đúng không? Thầy mong muốn là như vậy. Đây là cái hàm số 2, tức là cái chương trình con số 2 mà thầy muốn muốn viết, đó là xin chào n lần đó. Thì cái cách đầu tiên á là thầy có thể làm gì, thầy viết vòng lặp, và thầy sẽ gọi cái thầy sẽ viết như thế này, mà thầy sẽ tạo cái biến y bằng không, y nhỏ hơn, thôi thầy chỉ cái cách khác đi, mình viết lạ lạ cho nó vui, while, ví dụ như vậy. Thì thầy có thể viết cái vòng while và n nó còn lớn hơn không các bạn, n nó còn lớn hơn không thì thầy sẽ print f ha, thầy xuất ra thôi, bao nhiêu lần thì mình xuất ra bấy nhiêu lần thôi. Xin chào chấm xịt n đó, không cần khai báo biến y các bạn, vậy là đủ rồi. À, chỗ này n trừ trừ nó đó, vậy là đủ được chưa đó. Nhưng mà thầy không không thích các bạn, thầy không thích viết viết ra một cái chương trình mà thầy tự viết lại cái hàm bờ này, thầy không thích, mà thầy muốn xài lại cái đoạn chương trình con này, cái đoạn cái hàm 01 này, thầy muốn xài lại, thay vì thầy viết ra cái câu lệnh print f này, thầy muốn xài cái hàm này được không? Tức là câu hỏi là gì, một cái hàm, một cái chương trình con này có thể gọi một cái chương trình con khác để xài không? Thì câu trả lời là được, không có vấn đề gì hết, thoải mái nha. Thì thầy xóa cái này đi, thầy gọi cái hàm xin chào thì để vô các bạn, vậy thôi các bạn ha. Đây, xin chào n lần sẽ sử dụng cái chương trình con xin chào nó, và chạy chạy lại n lần đó, vậy thôi đó. Thì chỉ chẳng qua muốn chốt các bạn là gì, một cái chương trình con có thể gọi những cái chương trình con khác để sử dụng lại bình thường ha. Giống như nè, printf thì thực ra nó cũng chỉ là một cái chương trình con thôi đó, thì xin chào nó cũng gọi ra nó xài được mà đó. Ok, thì khi đó trong chương trình chính thì mình sẽ gọi cái hàm xin chào n lần đó, xn, thì truyền cho nó 5 lần đi đó. Truyền thẳng con số vô luôn, thì con số này sẽ đưa vô cái biến n này và nó sẽ chạy cái này 5 lần rồi. Ok, chạy chương trình ha, đó 1 2 3 4 5 thấy không đó. Ok, thì đó là cái vấn đề tiếp theo thì muốn chia sẻ.